đẹp phê lắm. Đẹp được. Một đôi loa như thế này các bác có thể đỗ được tất cả ở tủ, là tủ ở gia đình này, phòng làm việc hay gầm loa, kệ loa, tất cả một cái thiết bị nào có hộp nhé. Đây sản phẩm nó đẹp, sản phẩm nó là dòng loa Harman Kardon, một thương hiệu rất nổi tiếng chứ không phải là hàng vớ hàng vẩn các bác nhé. Những con loa này được tháo, như em nhìn đây là họ đã được tháo ở những thiết bị âm trần hoặc là một thiết bị gì đấy, nó có xử lý, nó có mạch xử lý đấy bác này, nó cáp xử lý này. Đây là một dòng loa thương hiệu và loa xịn chứ không phải là dòng loa vớ vẩn các bạn. Đặc biệt là những dòng này các bác có thể nhấc thẳng cánh loa ô tô của mình ra nhé. Bác chỉ cần là nhấc có loa bác lắp vừa luôn, bởi vì cái size này, cái size đường kính của nó này bác nhìn này, cái size đường kính của nó em cho bác nhìn luôn cái size đường kính nhé. Đây em cho bác nhìn cái size đường kính của nó luôn này. Đây size của nó bác nhìn này, ok chưa? Size con này là lên đến bao nhiêu đấy ạ? Em cho ra hết hết cỡ bác nhé, thông cảm hộ em. Đây nó vẫn thiếu mất một phân nữa, một nó tầm 135, đường kính 135, đường kính 135 thì ở trong lòng nó đã có những cái vít này rồi, các bác vít thẳng vào cánh loa ô tô cho em. Riêng khẳng định là tất cả các ô tô của bác, ô tô nào thì thôi, nó tầm tiền đến tầm khoảng độ 1.900 đến 1 tỷ, 1 tỷ 2 loa sẽ không ăn thua, nói thế cho nhanh nhá, tầm dưới tỷ. Các bác nhấc loa cánh, nhấc loa ra, đặt con này vào cho em. Con này bát dày lắm, phê luôn. Bát dày chất không phải nói luôn ạ. Đặc biệt là tép đom của nó sáng. Bác nghe nó lợi tép như nào rồi. Một đôi loa này em để cho bác mức giá 399k một đôi nhé. Vậy là các bác một đôi này các bác lắp được hai cánh rồi. Một chiếc xe ô tô thì đa số là 4 cánh thì gồm hai đôi. Và các bác dòng này các bác có thể lắp trực tiếp với lại chiếc âm ly ở trên ô tô của bác nhé. Những chiếc âm ly trên đấy công suất nó rất là thấp nên bác lắp những con này là ok luôn. Đấy, ok luôn. Còn con âm ly này thì em Tuấn đã bán cho bác vài năm rồi đúng không ạ? 680k nhiều năm nay rồi. Đây, công suất bác của nó 300 cộng 300. Riêng bác nào lấy con này nhé, con này có thể hát karaoke và đánh bát 20 ok đấy. Có bát, có thép, có echo, có revert, có tất, nhại vang rất là tốt. Có cả điện 12V và 220V. Con âm ly này bây giờ bán nhiều, lấy số lượng nhiều về rồi nó giá nó càng ngày càng thấp cho bác, 590k một chiếc âm ly này. Đấy, bác nào lấy liên hệ với em Tuấn. Còn đôi loa này là 399k. Ok chưa? 399k. Em chào các bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Clip em Tuấn, clip trước em có làm đấy. Em có làm một clip để test cái đôi loa này rồi. Nhưng chắc các bác nghe thấy nó sôi quá. Em quên em không tắt, em không sạc điện cho cái mic thu âm đấy. Khi cái mic thu âm của mình nó không đủ thì tự nhiên điện nó yếu, cái tự nhiên em mở em bảo tại sao lại nghe nó sôi đấy. Hóa ra là sôi từ mic thu âm chứ không phải là sôi ở loa. Đấy, nên em phải làm lại một cái clip này để giới thiệu lại cho các bác nó dễ nhé. Đôi loa này là 399k, còn âm ly này 590.000. Chào các bác.